Xin chào mọi người, mình là Su, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những sai lầm cần tránh để các bạn học tốt hơn cho năm học mới nhé. Sai lầm đầu tiên, nước đến chân mới nhảy, chơi trước học sau. Tâm lý của hầu hết tất cả mọi người là mới bắt đầu năm học mới, ít bài ít vở thôi, cứ chơi đi, từ từ mà học. Mọi người sẽ có một cái tâm lý giống như một cái hiệu ứng ấy mọi người sẽ đổ lỗi cho việc mới vào đầu năm học mới có ít bài ít vở thế này, học vèo 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 là xong chứ cần gì phải ngồi làm bài hay là học bài. Nhưng mà thực ra mọi người thấy vậy thôi, chứ khoảng tầm 1 tuần 2 tuần là lượng kiến thức bắt đầu nhiều rồi, nhưng mà mọi người vẫn có tâm lý là mới đầu năm thôi, khoảng giữa kỳ hoặc cuối kỳ học cũng được. Ừ, mọi người cứ chơi đi, chơi cho hết mình, xong cuối kỳ rồi hết hồn luôn. Khi mà cuối kỳ ấy, mọi người học sau ấy thì mình nói thật, khi mà các bạn học như vậy ấy, thì lượng kiến thức của các bạn sẽ nhét vào nhồi nhét, sau đó khi mà các bạn nhồi nhét quá nhiều sẽ bị hụt lượng kiến thức đi, và khi mà hụt lượng kiến thức thì điểm số của các bạn không có được như ý nữa. Cách khắc phục là hãy nghiêm túc cho việc học từ những ngày đầu tiên và xác nhận việc nào là việc quan trọng và việc nào là không quan trọng, để các bạn biết chính xác là việc quan trọng mình cần phải làm đầu tiên, còn những việc không quan trọng mình sẽ làm xếp thứ 3 hoặc là xếp thứ 4 hoặc là xếp thứ 5, xếp thứ 6. Sai lầm thứ hai là không quan tâm môn học phụ và coi thường môn học phụ. Mọi người sẽ có tâm lý là khi mà các bạn học chuyên khối đó rồi thì các bạn chỉ học những cái môn thuộc khối đó thôi, còn những môn khác thì các bạn chỉ học vừa mức ổn, không cần quan tâm làm gì cả, chỉ học vừa mức ổn thôi để kết quả học tập của các bạn được như thế. Được như thế có nghĩa là theo kế hoạch của các bạn là được học sinh giỏi hay được học sinh khá, đó là tùy mức kế hoạch của các bạn nhé mọi người. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Việc mà học đều các môn phụ với mọi người rất là quan trọng. Những môn chính các bạn yêu cầu học giỏi bởi vì các bạn sẽ chuyên sâu, còn những cái môn còn lại các bạn cần phải học và hiểu. Các bạn cần học cân bằng tất cả các môn phụ để xếp loại của các bạn học kỳ 5 này, để các bạn có thể thi trung học phổ thông quốc gia cái điểm nó tốt nhất, và để đi du học nữa. Nhiều bạn hồi đầu á, đi học không có quan tâm đâu, sau này đi du học thì tấn ta tấn tát, bắt đầu hối hận ấy. Sai lầm thứ ba đó là không lập kế hoạch cho việc học tập. Với những má nào mà giống mình ngày xưa ấy, là học xong rồi thôi, không cần kế hoạch gì cả, cứ học, đạt được đến đâu thì đạt. Đó là một sai lầm kinh điển ấy. Nếu mà mọi người cần học tốt, mọi người cần có một kế hoạch nhất định. Kế hoạch này có thể theo tháng, theo năm, theo kỳ và theo ngày. Và các bạn nên lập một kế hoạch có sẵn cho mọi người ở trên điện thoại hoặc là trên giấy. Việc này không làm mất thời gian của mọi người đâu, mà sẽ giúp mọi người quản lý thời gian tốt hơn nữa. Và mỗi ngày thì mọi người không có thể lập trên điện thoại thì mọi người hãy làm một to-do list. Khi hoàn tất thì mọi người sẽ vào lại cái bảng kế hoạch của mọi người và đánh dấu hoàn thành. Kế hoạch là điểm số này, ôn bài này, tracker, cải thiện môn học, rất là nhiều thứ mà các bạn có thể tham khảo để làm một cái bảng kế hoạch của các bạn. Nhưng mà làm bảng kế hoạch xong, mọi người phải chắc chắn rằng là mọi người phải thực hiện. Bởi vì hiện tại các bạn thuộc thế hệ mới, các bạn được tiếp nhận công nghệ thông tin nhiều, và mình thấy các bạn bây giờ ra ngoài rất là giỏi rồi. Công nghệ tiếng Anh nếu như các bạn không nỗ lực ấy thì các bạn sẽ bị chịu áp lực rất là lớn. Khi mà các bạn đi làm việc, các bạn sẽ hiểu. Khi mà các bạn học xong, các bạn đi làm, các bạn sẽ hiểu được vấn đề này. Và mình sẽ không chia sẻ thêm nữa. Các bạn cứ học, cứ cố gắng là chính mình và làm những gì mà mình thấy mình làm tốt và cố gắng cải thiện là được. Sai lầm thứ tư là không tự giác soạn bài, làm bài tập và ghi chú. Cái này hầu hết là dính ở mọi người. Mọi người có cái tâm lý là ui giời ơi, đi học đến sớm một chút mượn bài mấy đứa chép, mà mấy đứa trên lớp soạn bài làm bài tập hết rồi, nhắn tin cho con bạn mày soạn bài làm bài chưa, mai đến sớm tao chép nhá. Có nhiều đứa họ đến tiết sau họ ra chơi, nó không đi chơi mà nó ngồi nó chép bài mọi người. Có nhiều khi nó thậm thà tậm tụt, nó vẫn còn lo sợ là nó chưa chép bài làm bài tập, sợ cô gọi ăn báng mọi người. Chỉ các bạn còn qua loa đến nỗi các bạn chép những cái bài giảng hoặc là những soạn bài ở trên mạng, thậm chí là làm bài tập các bạn không chịu suy nghĩ và mua sách giải về chép. Nếu như các bạn làm qua loa như vậy thì việc học và điểm số của các bạn cũng sẽ qua loa thôi. Soạn bài với những bài mà các bạn không hiểu thì các bạn đọc bài nhiều lần, ít nhất là 2 lần. Với những cái bài soạn mà các bạn soạn mà không hiểu ấy, thì các bạn có thể viết những cái ý mà các bạn hiểu ra, không cần soạn đúng bởi vì là soạn bài mà. Còn về bài tập thì các bạn hãy làm những cái bài mà các bạn hiểu, còn những bài quá khó các bạn có thể hỏi thầy cô hoặc là hỏi những bạn giỏi hoặc là hỏi thầy cô học thêm để hỗ trợ các bạn. Việc này không có ai la mắng các bạn khi mà một bài tập quá khó mà yêu cầu các bạn giải cả. Sai lầm thứ 5, không cải thiện môn học. Giống như việc là
Hôm nay các bạn đi ngủ rồi các bạn sẽ suy nghĩ, à ngày mai mình nhất định phải học bài đó, mình sẽ nhất định học tiếng Anh. Giống như việc cải thiện môn học vậy, hôm nay các bạn nói là nhất định ngày mai mình sẽ cải thiện môn học. Xong rồi cứ nhất định ngày mai, nhất định ngày mai, nhất định ngày mai. Rồi đến cuối kỳ là hết nhất định ngày mai luôn. Và bây giờ là phút chót rồi thì lại nhất định kỳ sau mình sẽ cải thiện. Cứ nhất định thì mãi không bao giờ nhất định được. Và các bạn sẽ bị tâm lý là các bạn bây giờ mình đang sợ ở môn đó mà rớt thì chắc mình chết mất. Các bạn sẽ lên mạng search những cái từ khóa, những cái công thức, những cái cách cải thiện môn học trong vòng 1 tuần, 2 ngày, 3 ngày, hay là cách làm sao mà học nhanh môn học có thể, hoặc là đề của năm trước. Các bạn làm những cái thứ mà mình thấy có thể là sự điên cuồng ấy, bởi vì có một khoảng thời gian mình đã bị như vậy. Nhưng hồi đấy mình chưa có mạng, nhưng mà mình học tống đến cái mức mà mình học để chắc chắn rằng môn đó phải qua, còn nếu rớt thì mình sẽ toang với cả ba mẹ của mình. Thế nên các bạn hãy cải thiện môn học ngay từ đầu năm học nhé. Đừng có nhất định ngày mai, mình sợ lắm luôn. Sai lầm thứ 6 đó là học không cần phát biểu. Thực ra thì mọi người sẽ suy nghĩ cái vấn đề là ngại, không có phát biểu. Tự nhiên phát biểu làm gì, đang yên đang lành ngồi nói chuyện, ăn vụng, nói chuyện với các bạn sướng, tự nhiên là phát biểu làm gì. Thực ra phát biểu cũng là tôn trọng giáo viên dạy của các bạn. Và khi mà các bạn học ấy là chăm chú vào học và các bạn hiểu được bài soạn của các bạn hiểu được nội dung của dạy và các bạn có thể hỏi cô giáo những câu hỏi ngoài và cũng làm tăng khả năng của các bạn thiện cảm với thầy cô nữa mọi người. Vì khi mà các bạn học tốt, thầy cô sẽ để ý các bạn hơn. Đó lý do tại sao các bạn đừng ganh tị với mấy đứa mà tối ngày cứ gì cô thương nó, chứ nó học giỏi, nó giỏi, nó thông minh, cô chả thương nó à? Chúng mày ăn tối ngày ấy, hả, ăn vụng xong rồi ấy, hả, nói chuyện nói xấu thầy cô thì thầy cô nào để ý. À, đó là 6 sai lầm các bạn cần tránh cho năm học mới nhé. Tránh xa rồi mình ra và cần có một kế hoạch cụ thể. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nhớ like, subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé.